Sáng ngày 9 tháng 3, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc nam thanh niên sử dụng rượu bia có biểu hiện bất thường treo lên mái cầu vượt đi bộ trên đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm và nằm trên đó. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 8 tháng 3, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 khi thực hiện tuần tra kiểm soát trên đường Trần Nhật Duật thì phát hiện một nam thanh niên đang nằm trên mái cầu vượt dành cho người đi bộ, đoạn đối diện số nhà 385 Hồng Hà, phương Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông đã vận động nam thanh niên bình tĩnh, đồng thời phân luồng giao thông và giải tán đám đông hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc để triển khai giải cứu, sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận hoàn kiếm đã điều động một xe thang, một xe chữa cháy, công cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, trong bối cảnh người dân hiếu kỳ tập trung đông để theo dõi, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phải trải đệm hơi dưới đường để đề phòng tình huống xấu, đồng thời cử cán bộ chiến sĩ thuyết phục nam thanh niên giữ bình tĩnh. Gần 1 giờ sau, đến 23 giờ 45 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được vị trí nam thanh niên nằm trên mái cầu vượt bằng xe thang và đưa xuống mặt đất an toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã bàn giao nam thanh niên cho công an phường Phúc Tân và trung tâm y tế 115. Tại công an phường Phúc Tân, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên là TVT, sinh năm 2000, trú tại Yên Thành, Nghệ An. Người này thừa nhận đã sử dụng rượu bia rồi đi bộ từ cầu Thăng Long đến cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Trần Nhà Duật và trèo lên mái nằm.